quỳ xuống. Hả? Con mô Phật ơi thì sao? Mô Phật ơi. Ngước đầu lên, ngước đầu lên, ngước đầu lên, chắp tay thì sao? Sức khỏe đến ghê ghê. Không có sức khỏe đến ghê ghê. Nam Mô A Di Đà Phật. Phù hộ cho con. Phù hộ con. Mau lớn. Vui vẻ. Có đức đạo. Có đức đạo. Ngoan hiền. Ngoan hiền. Rồi có trí tuệ. Thông minh. Rồi Nam Mô A Di Đà Phật. Chay à chay. Quỳ xuống lại ba lại đàng hoàng. Lại mô Phật ba lại đàng hoàng. Giống như sư cô chỉ đó nhớ không? Sư cô chỉ con muốn con lại mô Phật làm sao? Sao mới giỡn mặt hay chay? Bây giờ có lại mô Phật không á? Mẹ không chơi chay nữa đâu. Lại mô Phật đi rồi mẹ với con chơi tiếp. Rồi con lại rồi con cầm cây đi ha. Cầm cây thôi, một cây thôi rồi. Không có thổi. Rồi lại mô Phật đi. À mô Phật ơi. Sức khỏe lên. Daddy love watch daddy. Watch daddy. Daddy can you see what daddy does? Sức khỏe đến ghê ghê. Không có sức khỏe đến ghê ghê. Mau lớn. Mau lớn. Cho con mau lớn. Mau lớn. Có đức đạo ngoan hiền. Honey you gotta stand. You gotta look at Buddha. And you gotta be respectful to her. You can't turn around and look at me. See like that you have to be respectful JD. Ok, you will, ok, quỳ xuống. Con ạ mô Phật. Rồi ta cho trái tóc nè. Lấy tóc ra. Đứng đàng hoàng, thôi đưa đây cho mẹ. Cấp mặt vô tường. Dạ chay. Khoanh, đứng lên. Đứng lên, khoanh tay lại cho mẹ. Nghiêm túc. Tại sao ba đang làm việc ở trên máy tính mà con lại, con chạy lại, con tắt cái máy tính? Hả? Con làm cái vậy là con làm cái gì vậy? Cái gì? Nói tiếng Việt coi. Khoanh tay lại. Nói tiếng Việt coi. Lý do tại sao mà ba đang làm việc trên máy tính mà con lại con tắt cái nút nguồn, con tắt cái máy tính tôi thui luôn. Lý do sao? Con bị ngứa tay phải không? Đứng im, đứng im, đây. Bước lại đằng kia. Mẹ nói chuyện là không được di chuyển nghe chay chay. Con bị ngứa tay phải không? Hả? Con bị ngứa tay phải không? Chứ làm sao? Khoanh tay lại đàng hoàng. Khoanh tay lại đàng hoàng. Từ giờ về sau không. Ngồi đàng hoàng ơi. Con nhìn mẹ coi. Con nhìn mẹ coi. JD, are you looking at me? Từ giờ về sau không được giỡn cái kiểu đó nữa nghe chưa? Con có biết làm vậy là sai không? Lỡ như mà ba đang có một cái giấy tờ quan trọng nào. Ngồi im đàng hoàng nghe, không nhúc nhích nha. No moving. Ok. When I talk to you, you gotta listen to me by your ears. Khi mà mẹ nói chuyện với con phải nghe, lắng nghe bằng hai cái lỗ tai. Con không được di chuyển, con không được nhúc nhích nha chưa. Tất cả những hành động đó làm con mất tập trung, con hiểu không? Dạ mẹ. Dạ mẹ. Ba đang học trên máy tính. Ba đang làm cái gì gần máy tính. Con không được tới gần máy tính nghe chưa. Lỡ mà ba đang học, ba đang viết một cái bài viết nào mà dài cả ngàn từ, rồi con cái ba viết được 500 từ, rồi con lại con tắt cái máy tính rồi lấy gì, rồi ba mất hết những thông tin luôn rồi sao? Hả? Con có biết con làm như vậy là sai không? Dạ mẹ con biết. Từ giờ về sao sao? Con gì? Con sao? Con không sao? Con không làm như vậy nữa. Mẹ tha lỗi cho con. Mẹ ơi. Rồi đi ra xin lỗi ba. Để lên. Đi đây, đi đường này. Đi đây, đường này. Đi xin lỗi ba đàng hoàng. Rồi, ok, đi lại xin lỗi ba. Để lên. What did you do wrong? What did you do wrong to say you're sorry for? Say, I turn off your computer. I won't. Was it an accident? Yes. Or did you do it on purpose?
Say it was an accident, Daddy. It was an accident. I didn't mean to do that. Can you please forgive me? I forgive you. I won't do it again, I promise. But don't do it again, okay? Okay. Okay, give Daddy a hug. Okay. Say I love you, Daddy. Oh, sorry. It's okay. Nói con cho cô chú nghe coi con làm gì. Con làm khi mấy chú bà bây giờ con khoe với cô chú từ hồi bữa giờ cô chú chưa có biết là cái người nào mà con đang yêu thích. Con đang thích cái bạn này tên gì? Audrey. Bạn này tên gì? Audrey. Ồ cô thích bạn tên Audrey à, không phải. Cái bạn này nè. Cái Catboy, đúng rồi cô chú. Đây là cái mà Jay thích nha cô chú nha. Bạn này tên là Catboy. Đó, mà con có mấy con như vậy? Có mấy con Catboy? 1, 2, 3. Nói tiếng Việt, mấy con? 1, 2. Đếm 1. 1, Catboy, 2, Catboy, 3, Catboy. 3 con. 3 con Catboy. 3 con Catboy, nó màu gì á? Nó màu blue. Màu blue tiếng Việt là màu gì? Blue. Là màu xanh. Blue, blue. Rồi còn màu gì nữa? Excuse me. Dạ, con có màu gì nữa con? Không có màu gì nữa, nói cho cô chú nghe coi, không có màu gì nữa. Màu red. Rồi, con rửa mặt cho cô chú coi coi. Rửa mặt cho cô chú coi coi. À trời, uống nước luôn rồi hả? Kỳ ghê á. Lấy cái ghế cao cao hơn chút nữa không? Dạ mẹ ơi. Dạ mẹ ơi hả? Con rửa mặt cho cô chú coi coi. Đúng rồi. Ừ, sạch quá. Con nói con sạch rồi. Nói con sạch rồi. À, đánh răng cho cô chú coi phải không? Rồi. Rồi, tự đánh đi. Rồi, tắt nước, tắt nước. Rồi, tự đánh đi. Xạo à. Đánh gì lẹ vậy? Mẹ ơi, con xong rồi. Xong rồi. Đúng rồi. Anh quá. Thôi thôi, không có tắm nữa, không có tắm cho em nữa. Không có tắm cho em nữa. Em sạch rồi. Không có tắm nữa. Thank you. Rồi xong, rồi, rồi lau cho em nè. Đây là lấy khăn lau cho em đi, đây nè. Giờ muốn giữ em lắm mà phải không? Mày để em cho con giữ nha. Con có thích em không? Chơi đi, con có muốn, con có muốn. Use my toy. Hả? Nhưng mà con có muốn em không? Con có muốn brother or sister không? Sister. Con muốn sister hả? Con muốn em trai hay em gái? Con muốn em trai hay em gái? Con muốn em trai hay em gái? Chay, con muốn em trai hay em gái? Hả? Mẹ ơi. Thì sao con? Nhưng mà mẹ đang nói chuyện với Chay. Có được không? Có được không? Chay đi. Mẹ cho con coi cái này nè Chay. Coi ai nằm dưới ba nè. Daddy, look at this picture. Okay. Đây nè. Aww. Ai à? Who's that, JD? It's me and you. It's me and you? Are you sure? Yeah. À, này là ai đây? Cái này là cái người nào nằm dưới ba nè? That was when you were a baby, right? Because you had the baba? Ai à? You're a baby with a baba? Mà ai vậy? Ai đây? Trời ơi, Ngọc hỏi ai vậy? Cái đó nói con với vậy ba, có được không? Cái này phải ăn chay không trời? Ăn chay nào mà nó nằm cái ngậm cái nấm vú bự cho bá lửa đây. Hả? Phải chay không? Không phải chay boobies. Oh, she's just a trickster, huh? Yeah. Oh, it's not JD, it's daddy, best friend. Oh, last night was funny. Yeah, không phải chay đâu. Ba, à, không phải chay đâu, là bạn thân của ba đó. Bạn thân của ba tên là Jessica Hosirin. Phải không? Muốn trời có trời có trời 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 có Jessica Hosirin. Trời ơi. Thôi để mày lại mày ôm ba cái coi. Ủa kì vậy? Kì vậy? Hả? Con thích ba hả? Ủa con thích ba, mẹ cũng thích ba vậy? Because I chose you over her. Yeah. Chay, mẹ cũng thích ba vậy Chay.
I said I'm gonna go and give you a hug. She said no, I like you like her. She likes you. So I can't hug you. Oh, that's not how that works. Jay, con thích ba hả? Mẹ yêu ba. Chứ sao? Ôi, lại mới ôm ba. Mẹ ơi giúp con. Đây nắm tay mẹ. Mẹ ơi chờ con. Đúng rồi. Thôi mày lại mày ôm ba cái coi. À chờ hả? Chờ hả? Ok, chờ làm gì á? Làm gì á? Ồ làm gì mà chơi bài đồ chơi ra cái đống vậy? Hả? Nói tiếng Việt. Mẹ ơi con đang chơi mẹ ơi. Đúng rồi. Mày vẫn giỡn với nó là nó khỏi nói tiếng Việt luôn á. Mẹ ơi mẹ lụm giùm con. Thôi mẹ không lụm đâu, con tự lụm đi. Mẹ ơi mẹ giúp con với. Con cảm ơn mẹ nhiều. Nói lớn lên. Con cảm ơn mẹ nhiều lắm. Cảm ơn mẹ nhiều quá. Vậy con lại con cho mẹ hôn ba cái nha. Daddy, can I give you a kiss, Daddy? Không. Ủa vậy chứ ai được hôn ba? Boobies. Nó mày cơ mày. Thôi mày lại mày hôn ba. Mày hôn ba nè, Đúng rồi, Ôi trời ơi, đã quá. It's time to make the bed and put do the laundry. So if I could have you guys get off the bed. So rồi đi xuống cho ba sẽ đi xuống cho ba sắp giường sắp gối lại cho. I'm shopping under it, Daddy. Baby, can you close the closet door, please? Close the door. Everything paid for. đưa đít cho quýnh nè. Đưa cái đít cho quýnh nè. Đây. Một cái quýnh nè. Hai cái quýnh nè. Ba cái quýnh nè. Đó, bảy á. One of these on that bare bottom. Đó, thấy chưa? Thôi mày lại mày ôm ba. Here, give me a kiss. Gì vậy? Stop it. Wait, why? Why? Mommy, no, we're gonna give each other a kiss. My gosh. No, I'll give you a kiss. No. Yes, one second. Why? Mày mày không con cái nha. Because mom just kissed you. Oh, ủa mày không được hôn ba hả? Yeah. Lý do làm sao? What are you trying to say? I don't deserve any kisses from mommy? Yes. Ủa mà lý do làm sao mày không được hôn ba? You hear that, baby? I don't deserve kisses from you. Hả? Thôi mày lại hôn ba miếng à? Không. Sao? Vậy cho chị để mày đợi chị hôn ba nha. Hả? Không mua cho miếng à? Con chay nó kỳ ghê luôn á, nó giật tự nhiên nó giật chồng của người ta à. Mới bây lớn mà đi giật chồng rồi, hả? Hả? Sao mà không cho mẹ hôn ba? Mẹ yêu ba. Không. Mẹ thích ba. Không. Ba là bạn thân của cuộc đời mẹ. Không. Chứ ai? Chứ chay. Chay hả? Trời ơi. Oh, I know. Say it again. Oh, I know. I know. Nói tiếng Việt là gì? Có lẽ là con yêu gì? Let me help you in a bit, please. Ồ, nó nói để con giúp ba, để con giúp ba. That's it, so much. You're not helping, though. Move, mommy. Mommy, move. I can help it. No, I need to get the other one over there, not this one. We're not ready for this yet. We gotta get the under one on there. Okay, ready? One, two. Let's get this. Rồi, giúp đi. All the way up. Wow. Nice and next is this one. All the way. Baby, her eye appointment is not until December 20th. I know. So you can't get glasses until then? Yeah, can you believe that? Trời ơi, bởi xa cơ giữa chiến trường thó tiếng. Nên gió đông sơ đành can chia tay. Wrote, thấy rồi, con hỏi mẹ thấy con cái đó lộn lại gì qua này. Hỏi mẹ ơi, mẹ có thấy con lộn cù mèo không? Yeah, con nói đi, lộn cù mèo. Yeah, lộn cù mèo. Nói đi tiếng Việt cái đó gọi là lộn cù mèo, đúng rồi. Giỏi chưa? Chúng muốn cho con trai đi tập thể dục thể thao. Lộn cù mèo coi.
Wow, giỏi quá. Ba, ba ơi nhìn con. Wow, quá dữ luôn. Hay lắm. Hay lắm bồ ơi. Wow, giỏi quá. That is just too much. Giỏi quá bồ ơi. You are just too cool for school, JD. Hay lắm bồ ơi. Ui trời trời. Ơ té luôn bồ ơi. Té luôn bồ ơi, bồ ơi. JD, such a baby, are you putting these back on? Yes. Okay. Then I'll keep them up here. I'm gonna leave my big hoop. Rồi, cái đó là cái mền của con. Con nói đi, cái mền của con. Con nói đi, cái mền của con. Cô nói cái mền của con đi. Hả? Help me, so my mền. Con happy with my mền hả? Con nói mẹ ơi, giúp con với cái mền. Mẹ giúp con với cái mền, mẹ ơi. Cái mền. Cái mền. Đúng rồi. No, cái mền. Oh. Cái mền means blanket. Daddy. Yes, dear. I love you, Daddy. Here, give me a hug. No, give me a hug. No. No, give me. Ồ, sao kỳ vậy? Mommy, George, mommy. Ok, tới mẹ nha. Ok. And you too, mommy. Can you give me a kiss, JD? Trời ơi, tại sao lại hung lại bờ vai? Hung ba nó hả? Trời ơi, nó lại nó hung ba nó không bao giờ. Mẹ first. Hả? Con hôn mẹ trước bây giờ đó, đó lại nó hôn ba đó đó. Mà ba nó là không có để ý gì tới nó rồi ba. Mẹ sữa mẹ ơi. Gì giờ này uống sữa? Uống nước đi. Sáng giờ chưa uống nước nhiều nè. Uống nhiều nước vô cho mẹ. Coi chừng ướt bên đó của mẹ nha. Tối nay mẹ ngủ bên đó đó. Uống miếng nước vô. Uống nhiều vô. Uống nhiều vô mới lớn. Nửa đây con, đúng rồi. Con nít đó thường thường nó rất là ít uống nước. Mọi người nhớ là nhắc con mình uống nước cho thiệt nhiều vô. Cái đó là cái đồ cột tóc của con. Mày không biết ai để đó nữa. Chay. Con uống miếng nước nữa đi con. Uống thêm miếng nữa đi. Đúng rồi, cô chú thấy chay uống nước không chú? Nó uống hết luôn á cô chú. Giống sắp hết rồi. Em sắp hết rồi. Đúng rồi. Nữa, đúng rồi, giỏi quá. Đó, cái uống càng được nhiều càng nước càng hết tốt. Hết luôn. Hết luôn, đúng rồi. Hết nước luôn, con nói đi. Rồi, 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 dặn lại để đổ. Con này mà không siết nó tiếng Việt là chết với nó luôn cô chủ ơi. Nói tiếng Anh không? Mẹ ơi. Cái gì con? Mẹ ơi. Dạ, mẹ nghe. Mẹ nghe nè con. Con có chuyện gì? Hả? Cái đó là cái gì? No no, cái tiếng Việt là cái đó là gì? Elsa blanket. Cái mền. Elsa blanket on. Cái mền của Elsa. Rồi mẹ giúp con nha. Rồi. Rồi mẹ giúp con sao? À. Mẹ ơi mẹ, lấy cái chân mẹ ra. Lấy chân mẹ ra. No, oh my goodness. Trời ơi, bữa nay nói cái chữ này không được nè. Nè, bây giờ ngồi nè. Rùi. Nói con rùi. Trời ơi, nó không biết nói từ đó rồi cô chú ơi. Thôi rồi, rồi, xong rồi. R, r.
Mẹ đi ra. R, R. Ra. Con ruồi. Sáo rí. Nó không có dí, không có dí. Rí. Nói coi, rí. R, R, R. Con nói đi R. Còn chữ gì R nữa ta? Rời. Con nói đi rời. Thôi con nằm được rồi. Bây giờ con nói đi rời ra. Không không? Rời. Không có dời. Rời. Hả? Trời ơi, con nói đi chay ra rồi. Ra rồi. Con nói chữ trời coi. Trời. Không ít cười, không trời, trời, r r r r. Trời ra rồi, ra rồi, ra rồi là ra gì? Rồi cái chữ gì r nữa ta? True, Chidi, can you say true? No. Can you say the truth? Truth. 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 Remember. Can you say remember? Remember. 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 Ber. Remember. 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 Rồi. 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 Con ruồi. Rồi. Con ruồi. Giống như booby. Thằng không muốn biết nói tôi bật ghê không à? Cho tôi đọc nó quá. Ấy đây nè, đây nè, con nói nè. Trái tim. Nói đi, trái tim. Nói đi. Cái này chắc phải thả về Việt Nam ở 3 tháng này nha. Rồi nó mới biết nói tiếng tiếng Anh này nha. Cái mẹ chắc là mẹ phải bút vé cho con đi về. Một mình con có thuốc xích vaccine là mẹ cho con về bệnh ở bên đó con ở 1 tháng, 3 tháng trời để cho con nói tiếng Việt. Chứ không bây giờ là có cái lưỡi con là nói tiếng Anh không rồi đó, nói tầm bậy tầm bạ mà. Nói đi con, trái tim. Trái tim. Một trái tim tự do. Rồi, ủa rồi muốn hát rồi, rồi đến dần không được lấy gì hát. Hả? Muốn hát. Để hát hay mình phải nói tròn vành rõ chữ chứ không ấy làm sao hát hay. Hả? Muốn hát là mình phải phát âm cho đúng cho chuẩn rồi mới hát được chứ. Nói không được lấy gì hát. Hả? Mẹ nói chuyện lớn quá hả? Vậy thôi bây giờ mình kết thúc video clip tại đây nha. Chào tạm biệt cô chú nha. Con nói con thanks gì? Thank you for gì? For watching. Bye. Subscribe. Bấm nút đăng ký làm sao? Rồi, mi gió cô chú cái coi. Mi gió cô chú. Mi gió cô chú không? Thôi cô chú đừng có chơi với con chay nữa nha, con chay nó không có mi gió gì hết đó. Nó không biết cho nó chị R nữa cô chú, trời ơi. Nó không biết nói chữ R luôn. Chết rồi. Không biết nói chữ R rồi. Tại sao không được mẹ được nói? Sao xạo không à. Rồi bye bye cô chú nha. Bye bye cô chú đi. Mi gió cô chú một cái. Mi gió cô chú một cái đi con. Thôi nghỉ chơi với chay đi.